Dạ vâng, em Tuấn ô tô của Phòng xin kính chào toàn thể quý anh chị các bạn. Chào mừng toàn thể quý anh chị các bạn đã quay trở lại kênh mua bán trao đổi ô tô cũ của em Tuấn đến từ Hải Phòng. Và tiếp tục thì em lên sóng quay báo giá review các mẫu Kia Forte với phiên bản S đời 2013, bản số tự động, động cơ 1.6. Đấy, bản full kịch quý anh chị bạn nhé, bản full kịch luôn. Thì bản này nó trang bị đầy đủ hệ thống túi khí an toàn cũng như là phanh ABS và hệ thống hộp số tự động cũng như là cày số vô lăng đầy đủ các bác nhé. Đời 2013 với hiện tại mang biển tư nhân 98A03346 này, đăng kiểm dài tận tháng 25/2023 các bác. Bản này nó đầy đủ hệ thống cửa sổ nóc các bác. Màn nước sơn màu đen rất đẹp luôn, màu đen trông rất đẹp và hệ thống đèn chiếu sáng chính của nó vẫn là đèn này. Nó là đèn halogen các bác, nó là đèn halogen. Cái em 2010 kia hôm vừa rồi em quay thì nó là đèn bi. Đấy, rất là hay. Hệ thống đèn chiếu sáng chính của nó hoàn toàn là không chỗ nào gọi là nó bị chấp hơi nước hay là bị xước rác gì cả. Tất cả tổng quan phần hệ thống đèn rất đẹp luôn. Nắp capo khi đóng vào rất là khít các bác nhé. Hệ thống đèn gầm nó có thêm bộ đèn mi gọi là đèn led trông rất là nổi trội, làm phong dáng con xe nó rất là đẹp luôn các bác này. Đấy, tổng quan phần mặt cản cá lăng của con xe này. Đấy, nó rất đều luôn, nắp capo rất là khít. Thân vỏ của nó này, xung quanh thân vỏ của nó các bác nhé. Em này được quả lốp mới 100% luôn các bạn. Được quả lốp vừa mới thay luôn, rất tuyệt vời. Cái tổng thành phần nhựa của nó này chưa chỗ nào xô lệch méo mó cả, đường gân xe còn nguyên zin. Và em này có thêm bộ hệ thống gọi là cái cản đuôi, có thêm cái đuôi gió đó. Nhìn cái form dáng của xe rất cứng cáp. Đó, Kia Forte tích hợp đầy đủ bộ hệ thống gọi là 4 cái cảm biến lùi các bác nhá, 4 cảm biến lùi và hệ thống gọi là camera lùi đầy đủ rồi. Hệ thống đèn chiếu sáng sau của nó cũng thế này, rất tuyệt vời luôn. Phần cốp đuôi của nó cũng thế, khe hở rất là đều, không chỗ nào cong vênh méo mó cả. Nguyên cái đường gân xe của nó chưa bị xô lệch chỗ nào cả. Đây. Lốp dép la răng này, la răng phay. La răng phay rất đẹp luôn, hệ thống phanh của nó, phanh đĩa bốn bánh tích hợp với cả phanh ABS các bác nhé. Còn một chút hệ thống gọi là tôn vỏ cua lốp của nó này, tôn vỏ cua lốp của nó này hoàn toàn không chỗ nào mối mọt cả, cũng được sơn lớp sơn chống thấm và chống han gỉ. Cái phần giảm xóc phía sau của lằng này nó vẫn là giảm xóc lò xo các bác nhé, giảm xóc lò xo này, phần lò xo giảm xóc của nó đây, tất cả hệ thống lốp giáp này, phấn lốp cũng như là râu ria lốp, rãnh lốp rất là sâu và đẹp. Mua về các bác sẵn chỉ việc đổ xăng thay dầu chạy thôi. Và hôm nay hệ thống xi nhan tích hợp chân gương, nó chạy vào giữa phần sống gương trông rất là đẹp luôn. Thế form dáng bên ngoài tổng quan nó dường như đẹp nét căng rồi. Sơn xi thì sơn xi đến tầm 95%, chỗ nào xước xác thì đều được làm spa đẹp lại hết rồi các bác ạ. Đấy. Về phần nội thất của nó này, nội thất tất cả mặt táp ly của nó này, phần nói chung là phần bọc da nó còn zin nguyên bản theo xe, cả phần sơn mạ kiểu mạ titan này các bác này. Đấy, nó vẫn còn nguyên zin nguyên bản theo xe các bạn, chưa bị thay thế một phụ tùng phụ kiện nào cả. Còn về phần keo chỉ của nó này, cái quan trọng nhất là vật keo chỉ của nó này hoàn toàn nguyên zin các bác nhé, cánh cửa chưa chỗ nào cong vênh méo mó cả. Đấy, hệ thống keo chỉ của nó này rất tuyệt vời, những con ốc bản lề của nó các bác nhé, những con ốc bản lề của nó này. Đấy, rất đẹp luôn, vuông hẻm sắc cạnh. Đấy, trang bị đầy đủ hệ thống thực khi an toàn trên mặt vô lăng bên phụ. Thứ đường vân sần nổi rất đẹp luôn. Mấy chiếc Kia Forte đời 2011 bản full kịch này bên em đề xuất bán với giá chỉ có 365 triệu các bác nhé, 365 triệu thôi, đời 2013. Đấy, về phần mặt táp ly phía sau bên cánh phụ các bác này, nói chung là mọi thứ đều còn nguyên bản theo xe. Cái quan trọng nhất vẫn là phần keo chỉ ạ. Cái quan trọng nhất vẫn là phần keo chỉ của nó này, vẫn là nguyên zin, chưa méo mó, chưa chạy lại bất kỳ một phần keo chỉ nào, rất đẹp luôn. Còn ngó qua chút gầm của nó, gầm của xe Bắc Giang thì chắc chắn nó sẽ dính một chút gọi là đất đỏ các bạn, đặc trưng của những vùng miền rồi. Đấy, nói chung là gầm nó tương đối là sáng gầm. Đấy, hoàn toàn không chỗ nào chắp vá hay nó bị gò nắn gì cả, chưa bị han gỉ. Đấy, tổng quan phần cổ bô của nó, mọi thứ rất là sáng và đẹp các bạn nhé. Gầm thì đại chất rồi. Keo chỉ thì bên phụ là hoàn toàn nguyên zin. Còn bên lái thì sao, bên lái đây các bác này, bên lái của nó mặt táp ly phía sau bên cánh lái đấy các bác này, đấy, mọi thứ này còn nguyên bản rất là đẹp luôn. Keo chỉ của nó, toàn bộ hệ thống keo chỉ của nó này chưa có mất một phần keo chỉ nào cả. Phần khoang nội thất của nó, ghế là ghế da nguyên bản các bác nhé, ghế da nguyên bản theo xe thì nó mới có những cái lỗ chấm ở trong cái phần ghế da cả. Sàn của nó là sàn nỉ, nó tạo cảm giác nó nguyên bản hơn. Nhưng thật ra đúng sàn nỉ thì các bác nên bọc bộ mình sàn da để cho dễ dàng vệ sinh thôi. Sàn nỉ thì qua sử dụng thì đổ cà phê, đổ cốc nước ra thì nó để lại mùi, rất là khó vệ sinh. Đấy, nó chỉ bất lợi mỗi cái đấy thôi. Còn đâu nó được một cái là nguyên bản theo xe, tất cả mọi thứ nguyên bản theo xe các bác nhé. Mặt táp ly của nó tích hợp đầy đủ hệ thống gọi là cục xe, cực kỳ chỉnh điện. Đấy,
đấy, công tắc lên xuống chắn gió, mọi thứ vân sần, mặt tabli dường như là chưa hiện tượng chảy xước gì cả. Keo chỉ của nó, keo chỉ thì em bao zin toàn tập, các bác hoàn toàn yên tâm với mẫu Kia Forte đời 2013 này. Những con ốc bản lề của nó còn vuông hẹp sắc cạnh nhé, chưa có bị thay thế bất kỳ con ốc nào cả, giá loanh quanh 365 triệu. Vô lăng của nó thích hợp một thứ khiến toàn cộng với cả hệ thống gảy số vô lăng các bác này, hệ thống gảy số vô lăng này cộng trừ này, và thích hợp đầy đủ phím khiển. Mặt vô lăng của nó vân sần nổi rất đẹp, hiện tượng hao mòn rất là ít. Đấy. Phần màn hình giải trí của nó là màn hình nguyên bản theo xe các bác nhé, màn hình nguyên bản theo xe. Và điều hòa này điều hòa auto các bạn, điều hòa auto. Đấy, dắt cắm USB ở dưới này. Đấy. Về phần củ số cũng như là tay phanh của nó này, mọi thứ dường như rất đẹp nguyên bản theo xe. Nói chung là nó có hiện tượng hao mòn thời gian nhưng mà rất là ít. Phải nói chiếc 2013 rất tuyệt vời luôn. Em test một chút, gọi là chút cái cửa sổ nóc của nó các bác nhé. Em test hệ thống cửa sổ nóc của nó này cho bác tiện quan sát này, xem nó có hoạt động không ạ. Đấy, cửa sổ nóc tất cả mọi thứ hoạt động bình thường này. Đấy, rất đẹp luôn. Đấy, điện đóm rất là ổn định. Tất cả hệ thống đèn chiếu sáng này các bác này. Đấy, thứ này còn nguyên bản theo xe. Đấy, rất là đẹp. Nó chưa bị trục trặc một cái vấn đề gì gọi là nhỏ, từ nhỏ nhất cả các bạn. Cái vân sần, phần gọi là cái cản chắn nắng này rất đẹp luôn. Đấy. Cái này thì cũng là cái bản gọi là bản sản xuất tại Việt Nam các bác nhé. Bản này cũng là bản sản xuất tại Việt Nam, cũng là bản full kịch. Ô đô chuẩn là 9.9 này các bạn này. Ô đô chuẩn 9.9 này, màn hình giải trí của nó đấy ạ. Đấy. Thì nó có tích hợp hệ thống gọi là USB cũng như là hệ thống Bluetooth. Đấy. Có chăng thêm một chút wifi và đĩa DVD. Còn về phần khoang động cơ của nó, từ nãy ra em khởi động ngồi trong cái phần khoang lái không hoàn toàn là không nghe tiếng máy nổ luôn, máy nổ rất là êm luôn. Sơn xì đẹp nét căng này, lấy độ thêm giải đèn nét ở ngoài trông nó đẹp chưa các bác. Đèn nó chỉ khi mà chiếu sáng này các bác này, đèn nó khi mà đang sáng nó rất là đẹp luôn. Rồi nè, em quay như rất là khó nhìn, cái này quay ban đêm rất là đẹp. Đèn chiếu sáng này nó mà quay ban đêm rất đẹp luôn, cả giải đèn dưới đó này rất đẹp, phong cách luôn. Tổng quan phần đèn của nó khi bật khi nổ máy đấy ạ. Nói chung là độ lại đèn rồi thì cái đường dây điện ở bên trong cái khoang động cơ này chắc chắn là nó sẽ bị một vài thứ nó gì nó phức tạp hơn một chút. Cái khoang máy thì vệ sinh sạch sẽ rồi, sáng bóng, ốc chân máy nguyên zin, keo mặt máy chưa ra, keo mặt máy chưa ra, cái keo đuôi chuột, tai chuột hoàn toàn là máy zin đó nhé. Máy số keo chỉ đầu ít là cam kết quá toàn thể là zin ạ. Đầu của nó đây ạ, đầu xăng sẽ tạo ưu giám sóc của nó ấy. Cái đinh của nó còn nguyên bản theo xe này, ốc nắp cabo chưa ra bất kỳ một ốc nào cả. Hệ thống keo chỉ của nó ấy, hệ thống keo chỉ của nó ấy rất là đẹp luôn. Nói chung là mẫu xe chuẩn bị như đại cho người ta giữ gìn con xe rất đẹp, được cái màu đen của nó nữa. Cái dòng Kia Forte này màu đen trông rất là đẹp luôn, nổi. Khoang máy thì vô cùng là sạch sẽ khô ráo rồi, máy nổ kín kín hít luôn, động cơ 1.6. Mức tiêu hao nhiên liệu nó loanh quanh tầm 8 lít các bác nhé, tự động cho nên ăn tầm 8 lít bằng sóc của nó rất là đẹp luôn. Vừa rồi là tổ đầu tư phòng quay qua báo giá thì các bác mẫu Kia Forte được sản xuất năm 2013 với phiên bản Việt Nam động cơ 1.6 full kịch, bản full kịch các bác ạ, số rộng có gảy số vô lăng. Nếu bác nào mà quan tâm mẫu xe này thì anh nhanh tay nhấc máy alo liên hệ với em theo số điện thoại cũng như Zalo của em các bác nhé, 0389726738 ạ. Và bác nào mà xem qua video của em lần đầu tiên thì cho em xin một lần đăng ký và chuông thông báo để em liên tục cập nhật tất cả mẫu xe mới nhất trong ngày tại địa chỉ của em là chợ Tô Cụ Bắc, km 47 Quang Trung, An Lão, Hải Phòng. Và một lần nữa là cảm ơn toàn thể quý anh chị bạn đã xem video của em. Hẹn gặp lại quý anh chị bạn ở video sau ạ.